Và bây giờ là những hình ảnh sẽ giúp cho quý vị cảm thấy ấm lòng trong những ngày nghỉ cuối tuần này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhân viên giao hàng gặp sự cố trên đường đã làm đổ hơn chục khay bánh bao giữa chiều nắng gắt. Và ngay sau đó thì động thái của những người dân xung quanh hiện trường khi chứng kiến sự việc đã khiến cho câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 25 tháng 8 trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Anh shipper bị tuột dây buộc khiến nhiều khay đựng bánh bao bị ngã đổ, hàng trăm cái bánh rớt ra đường. Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm 6 đến 7 người đang nhanh chóng thu dọn bánh bao. Chỉ trong vỏn vẹn 30 giây, toàn bộ số bánh được thu gom đầy đủ. Ở phía sau chiếc xe của anh shipper còn có 2-3 chiếc ô tô bị kẹt lại do sự cố. Thế nhưng các ô tô vẫn lịch sự đứng yên chờ đợi, không hề có ai lớn tiếng, không có tiếng còi xe thúc giục nào cả. Đáng chú ý, một số người thấy bánh bao hư hỏng, anh shipper có thể phải bồi thường nên đã góp tiền mặt hỗ trợ nam tài xế giao nhận.